sư tịnh không tập năm mươi sáu xin chào chư vị đồng tu chào mọi người hôm qua nói đến ở trong kinh phật dạy chúng ta làm sao chung sống với bạn bè phật đã nói năm điều chúng ta cần phải nhớ kỹ phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học đặc biệt là chứ vì đồng học hôm nay ở lớp huấn luyện bồi dưỡng chúng ta vừa là đồng học vừa là bạn bè cho nên quan hệ vô cùng mật thiết đồng học đồng chí ở trong kinh giáo nhất định phải học hỏi trao đổi lẫn nhau phải cần mẫn nghiên cứu thảo luận để đôi bên đều được tiến bộ cũng có thể lợi ích chúng sanh hôm qua tôi nghe thường phổ giảng kinh thầy giảng đến tứ duyên cách giảng có vấn đề hôm qua dường như các đồng học đi nghe rất ít buổi tối nghe nói còn đi xã giao nữa ở trong kinh phật giảng bốn loại duyên này thân nhân duyên sở duyên duyên Vô gián duyên tăng thượng duyên Cái ý nghĩa này Chúng ta nhất định Phải đem nó phân biệt cho rõ ràng Thân nhân duyên Tất cả mọi chúng sanh Mỗi người đều đầy đủ viên mãn Nghiệp nhân của mười Pháp giới đều có đầy đủ hiện tượng y chánh trang nghiêm ở trong mười pháp giới đây là sở duyên duyên chúng ta ngày nay tại vì sao lại có cái hiện tượng đời sống này tại vì sao mười pháp giới không như nhau dùng cách nói hiện nay của nhà khoa học để nói tại vì sao lại có rất nhiều chiều không gian như thế là do sở duyên duyên khác nhau sở duyên duyên cũng rất vô cùng phức tạp chúng ta chỉ nói điều quan trọng nhất chính là phan duyên sở duyên duyên chính là phan duyên ở trong phan duyên là đã bao gồm vọng tưởng phân biệt chấp trước đây đều là thuộc về sở duyên duyên có sở duyên duyên liền hiện tướng ngay tướng mà chúng ta ngày nay hiện là hiện tướng gì thì biết sở duyên duyên của mình là gì Phật và Pháp Thân Đại Sĩ Tướng Sở Duyên của Ngài Là Nhất Chân Pháp Giới Tướng mà chúng ta Sở Duyên Là Mười Pháp Giới Là Lục Đạo trong Mười Pháp Giới Cõi Người và Ba Đường Ác Ở trong Lục Đạo Đây là Sở Duyên Duyên của chúng ta cái hiện tượng trước mắt đây là cõi người ở trong cõi người lại có mười pháp giới chúng ta duyên cái gì ở trong đây <laughs> duyên tham sân si tự nhiên trở thành như vậy một mảy may miễn cưỡng cũng không có thường dây từng phút mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm đều là tham sân si đều là nhân ngã thị phi tham sân si mạng là ở trong pháp giới người duyên bốn pháp giới phía dưới tại vì sao cái hiện tượng này lại nói tiếp nhau trong một thời gian như vậy đây là vô dáng duyên cái ý nghĩ này của chúng ta ý nghĩ sao nói tiếp ý nghĩ trước duy trì cái cảnh giới tương tự đây gọi là vô dáng Nếu như vô gián duyên Không còn Thì cảnh giới lập tức sẽ chuyển biến Người đến khi lâm chung Trúc một hơi cuối cùng Là vô gián duyên hết rồi Vô gián duyên Cái giai đoạn này hết rồi thì một giai đoạn vô gián duyên khác xin khởi lên. Lục đạo luân hồi là như vậy. Cho nên ba loại duyên này bản thân đều có đầy đủ, không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Bạn phải chú ý đến điểm này. chúng ta học phật cái sự việc tốt này ở trong pháp giới người chúng ta duyên pháp giới phật sức của cái duyên này phải mạnh phải vượt qua tập khí phiền não của mình thì cái duyên này của chúng ta sẽ không bị gián đoạn Phật Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng ta. Môi trường tu học, tất cả thuộc về tăng thượng duyên. Chúng ta gặp được Phật, gặp được Phật pháp là tăng thượng duyên. Gặp được thiện trí thức là tăng thượng duyên. Gặp được môi trường tu học tốt là tăng thượng duyên. Có đồng tham đạo hữu tốt cũng là tăng thượng duyên. Không thuộc về cái mà Trong nội tâm của mình đầy đủ Tất cả cái bên ngoài toàn bộ là tăng thượng duyên Chúng ta phải đem nó phân biệt rõ ràng Phía trước ba loại duyên này Là cái mà bản thân chúng ta có đủ Cái không thuộc về tự thân có đủ Toàn là tăng thượng duyên Đều là cái bên ngoài các bạn có nghi vấn phải hỏi. Nhất định phải biện biệt nó rõ ràng. Không được hiểu sai. Càng không được giảng sai. Người biết dùng công. Với người không biết dùng công khác biệt nhau rất xa. người biết dục công ở trong một đời nhất định thành đạo vô thượng tôi hôm qua nhìn thấy mọi người các bạn có in một trang giấy sống trong thế giới cảm ơn in rất đẹp chúng ta mỗi ngày đọc một chút mỗi ngày xem một chút rất có ích đối với việc tu học của mình người ở thế gian thường nói làm việc đã khó làm người càng khó hơn nhất là xã hội hiện nay người bình thường thiếu đi lời dạy của thánh hiền thuận theo tập khí vô minh phiền não của mình người như vậy rất khó chung sống thường xuyên nổi giận với chúng ta người biết tu hành thấy đây là việc tốt những người này giúp chúng ta đây là tăng thượng duyên thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta ở trong kinh kim cang phật nói tất cả pháp thành tựu từ nhẫn bạn có thể buông xả có thể giữ nề nếp có thể nhẫn nhục bảo đảm bạn một đời này thành công bạn không thể nhẫn thì đó chắc chắn là thất bại Tôi một người học giảng kinh Tôi hiểu rõ những đạo lý này Tôi trước đây ở Đài Trung Dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đã học 10 năm Thầy dạy tôi Đối xử với tôi Thật sự là người trí tuệ cao độ Lúc nào Cũng đè tôi xuống phía dưới Đại trung từ quan Đại chuyên Phật học giảng tọa Tôi phát khởi đề tài buổi giảng lý lão sư bảo tôi đến căn phòng của thầy hỏi ý kiến của tôi chẳng khác gì nói là chúng ta cùng nhau đặt ra mời những vị thầy nào đến dạy lý lão sư đều bàn bạc với tôi nhưng mà đại chuyên giảng tọa khai giảng rồi không có xếp tôi vào tôi làm tạp dù ở trong đây hay nói cách khác không cho tôi có cơ hội biểu diễn đây là việc tốt tôi hiểu rất rõ ràng nếu như có cơ hội biểu hiện nếu bạn biểu hiện tốt khiến người ta đố kỵ biểu hiện không tốt thì người ta châm biếm phỉ bán thật khó mặc dù sống ở đại trung như vậy nhưng sống cũng hoàn toàn không thật dễ dàng trong tâm tôi biết rất rõ nhất định không được phạm một chút sai lầm nào nếu như phạm sai lầm bạn sẽ bị khai trừ bạn sẽ phải xa lìa cái môi trường này cơ hội học tập không còn nữa chú tâm cẩn thận mười năm như một ngày không nhẫn làm sao được không dám đắc tội với một người nào chung sống với người nói năng nhỏ nhẹ thầy ngộ uy muốn học giảng kinh được tôi đưa thầy đến úc châu giảng ở úc châu rất tốt mọi người đều rất tán thán nào ngờ đi cãi giả với người ta tốt khi cãi như vậy thì đi rồi người ta khai trừ thầy không cần thầy nữa đây đúng là không biết chuyện Nếu người ta chửi bạn Rửa tay lắng nghe Nếu người ta đánh bạn Hãy mau quỳ xuống để cho họ đánh Đây là chúng ta học Phật Chúng ta học Phật chỉ có như vậy Người ta muốn đánh Ngoan ngoãn quỳ xuống đất để cho họ đánh Đợi họ đánh đủ rồi Không đánh nữa Lại đứng lên chửi không chửi lại đánh không đánh lại nếu không thì cái học phật này của bạn đi đến đâu được chúng ta tiếp nhận sự lăng nhục của người khác bản thân chúng ta nhất định không dám dùng ác ý đối đãi với người khác chịu oan để cầu toàn đây là lễ mà nhà nho nói tinh thần của lễ Chính là chịu oan để cầu toàn Cho nên lễ các bạn thấy lễ ký Triển khai thiên thứ nhất Khúc lễ Khúc là oan ức Đổ oan cho mình Đây là hiểu được lễ Lễ là mình phải biết Không phải dạy người khác Chúng ta dùng lễ để đối đãi với người Tuyệt đối không mong người khác dùng lễ đối đãi chúng ta. Tâm của bạn an ngay, bình ngay. Ta dùng lễ đối đãi người, cũng yêu cầu người dùng lễ đối đãi ta, khó quá khó. Tại vì sao vậy? Họ chưa được học. Không thể trách họ. Ở trong kinh vô lượng thọ, Phật cũng nói rất rõ ràng. Tiên nhân bất thiện, không có dạy họ bạn làm sao có thể trách họ được cha mẹ họ không dạy họ thầy họ không dạy họ bản thân lại không chịu học nghiêm túc họ sao có thể hiểu được cho nên mọi hành vi tạo tác của họ thuận theo tập khí phiền não của họ là chuyện bình thường phải biết đó là người phạm người tu hành chung sống với người không tu hành người tu hành phải chịu thiệt thòi phải nhường nhịn cái này mới biểu hiện bạn là người tu hành bạn không nhường nhịn được cũng vẫn nghĩ muốn trả thù giống như họ thậm chí là không trả thù thôi ta xa rời họ ta tránh đi là tốt rồi đây đều là không phải thái độ của người tu hành người tu hành chân chánh bạn phải cảm hóa họ ở trong thời gian dài họ đối với ta xấu hơn nữa ta một mực đối với họ tốt con người đều có lương tri đều có phật tánh đều có lương tâm Chẳng qua là tập khí phiền não quá nặng rồi. Họ cần thời gian tương đối dài mới có thể quay đầu. Người phiền não nhẹ thì quay đầu nhanh, người phiền não nặng thì quay đầu chậm. Phật Bồ Tát đối với chúng ta có tâm nhẫn nại. Đời đời kiếp kiếp cũng không từ bỏ đây là chỗ chúng ta phải học tập cho nên tất cả phải nghĩ gì phật pháp phải vì hạnh phúc của chúng sanh mà suy nghĩ bản thân chúng ta có thể oan ức một chút thay phật pháp làm thêm một chút việc thay phật làm việc đây là công đức chân thật cho nên chúng ta thử nghĩ thế gian có mấy người ở trong một đời có thể gì Phật pháp phục vụ, có thể gì tất cả chúng sanh phục vụ, cái cơ hội này quá ít rồi quá hiếm có. gặp được cái cơ hội này có người đến chướng ngại bạn, đến kiếm chuyện với bạn khiến bạn thối tâm, đó là ma chướng hiện tiền ma chướng cần phải có năng lực khắc phục khắc phục phương pháp duy nhất là nhẫn nhục ba la mật cho nên cần phải buông xả kiêu mạng của mình buông xả tập khí của mình tùy thuận chúng sanh ở trong tùy thuận chúng sanh thành tựu sáu ba la mật của mình đó gọi là công đức tùy hỷ công đức là tu như vậy cho nên người biết tu cảnh giới bên ngoài đều là tăng thượng duyên tốt người không biết tu hành cảnh giới bên ngoài đều là tăng thượng duyên nghịch Đều khiến bạn sinh phiền não Đều khiến bạn tức giận Đều khiến bạn thói chuyển Từ đó cho thấy Cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu Một bài văn nhỏ tôi in ở nơi đây Ngẫu ích đại sư Pháp ngữ nói rất hay Cảnh duyên không tốt xấu cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là môi trường nhân sự không có thiện ác không có tốt xấu tốt xấu khởi từ tâm của mình tâm của mình một niệm thiện bên ngoài mỗi người đều thiện mỗi sự mỗi vật đều thiện không có gì không thiện đều là giúp đỡ ta cảnh giới thuận nghịch đều là giúp đỡ ta tu nhẫn nhục ba la mật thuận cảnh ở trong đây không tham nghịch cảnh không sân thuận cảnh nghịch cảnh người thiện người ác hiện tiền biết rất rõ ràng biết rất minh bạch không ngu si có cảnh giới nào không phải tăng thượng duyên tốt Chỉ xem chúng ta một niệm này Có thể chuyển trở lại được không? Đây là quan trọng hơn hết Bản thân chúng ta đời này Có thể thành tựu hay không? Thèn chốt chính ngay chỗ này phải học cái gì cũng có thể nhẫn được nói lời thành thật rơi vào nghịch cảnh nghịch duyên đã khó mà rơi vào thuận cảnh thiện duyên càng khó hơn ở trong thuận cảnh thiện duyên không có một mảy may tâm tham ái Khó hơn nhiều so với rơi vào nghịch cảnh Cho nên người tiểu thừa Học từ trong nghịch cảnh Học ở trong khổ hạnh Bồ Tát Đại Thừa học từ trong thuận cảnh Trước tiên từ nghịch cảnh Chuyển thân để tu lại thuận cảnh Thuận nghịch Hai bên đều không dính nhiễm nữa Bạn mới có thể vượt thoát Mười pháp giới Ở trong kinh Phật nói cái đạo lý này Nói rất rõ ràng, rất minh bạch Hơn nữa Bồ Tát là mẫu Cho chúng ta thấy Tôn giả ca diếp Tu khổ hạnh Thích ca mâu ni Phật Thì hiện tu khổ hạnh Vậy người sơ học Chỗ mà thiện tay đồng tử Thì hiện là thuận cảnh Là Bồ Tát Đại Thừa rồi Ở trong thiện duyên Thuận cảnh Như như bất động Cái mà Tông Môn gọi là Đi qua một rừng hoa Không chạm vào chiếc lá Bồ Tát Đại Thừa cái tâm này mới thực sự đến thanh tịnh cảnh giới thuận nghịch hiện tiền không có gì không thanh tịnh bình đẳng bản thân chúng ta thành công rồi người có duyên sao gọi là người có duyên chịu nghe chịu tin hiểu được hành được là có duyên có duyên nhất định phải giúp đỡ không có duyên thì sao không có duyên trong tâm thường xuyên quan tâm cứ từ từ đến khi nào chịu quay đầu thì đến lúc giúp đỡ họ tin được hiểu được hành được đó gọi là quay đầu ba điều kiện này không đầy đủ là hiện tại thời tiết nhân duyên chưa chín mùi Từ từ đợi Chư Phật Bồ Tát vô cùng có tính nhẫn nại Đợi vô lượng kiếp cũng không sao Cho nên mọi việc không thể dội vàng gấp gáp Nhất định phải nhận rõ thời tiết nhân duyên Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi Miễn cưỡng không được Miễn cưỡng trái lại Còn trì hoãn cái nhân duyên này Thêm mà thôi Thật sự có tâm từ bi Nhất định biết cái gì gọi là Hằng thuận chúng sanh Tu tùy hỷ công đức như thế nào Cho nên đồng học ở chung với nhau Phải học hỏi lẫn nhau Phải tham vấn lẫn nhau Bất sanh bất diệt Cái ý nghĩa này Bạn hôm qua cũng chưa giảng rõ ràng Còn phải hạ công phu Cái này chúng ta Ở trong các buổi giảng thường nói Nghe nhiều Nghiên cứu nhiều Các đồng học cùng nhau thảo luận nhiều Làm nhiều nghiên cứu thảo luận Xin chào chứ gì đồng tu Chào mọi người Động đất lớn ở Đài Loan hôm qua đến sáng hôm nay đã đăng tin rất nhiều mọi người đều biết đây là một trận tai nạn rất lớn mỗi người nghe thấy đều vô cùng hoang mang sợ hãi giống như cái tai nạn này ở phương tây thổ nhĩ kỳ cũng xảy ra gần như là cùng một thời gian số người tử vong còn nhiều hơn rất nhiều lần so với đài loan những chỗ này khiến chúng ta cảm nhận thật sâu sắc ở trong kinh phật nói cho chúng ta biết mạng người vô thường quốc độ dễ dở động đất thời gian chỉ có mấy phút chúng ta nhìn thấy những tin tức rất thê thảm có rất nhiều gia đình cả nhà tử vong trong thời gian mấy phút giống tai nạn như thế này có thể là vừa mới bắt đầu. Chúng tôi trước đây có xem qua một văn kiện của Thiên Chúa giáo. Văn kiện mà họ lưu hành trong nội bộ về dự đoán tai nạn. Dự đoán động đất lớn toàn cầu xảy ra liên tục trong 24 giờ. Thời gian chỉ mấy phút Mà đã tạo thành tai nạn lớn như thế này Nếu như động đất lớn 24 giờ Có thể toàn bộ thế giới Đều bị hủy diệt cả rồi Chúng ta sanh vào Cái thời đại này cần phải có tâm cảnh giác cao độ làm sao sự trí ổn thỏa thật tốt đẹp nhất đây nhất định phải tuân thủ lời dạy của phật y giáo phụng hành từ bên trong nội tâm đoạn tất cả ác tu tất cả thiện không nên dính tướng sống chết không đáng sợ cái đáng sợ là sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Ở trong kinh điển Phật đem tình trạng của vũ trụ nhân sanh Giảng cho chúng ta vô cùng thấu triệt Vô cùng sáng tỏ Tai nạn từ đâu mà ra vậy? Do nghiệp lực chiêu cảm Chúng ta ở trong các buổi giảng thường hay nhắc nhở. Cái mà tâm tham cảm được là nạn nước. Ở trong rất nhiều lời tiên đoán dự đoán. Tương lai nước biển sẽ dâng cao, băng ở nam bắc cực bị tan chảy. Nước biển sẽ phải dâng cao 50 mét Toàn thế giới khu vực ven biển thể đều bị nhấn chìm Phật nói với chúng ta Là do tâm tham tạo thành Nạn lửa là do sân hận tạo thành tâm địa chúng ta đều là lửa tâm địa của thế giới cực lạc là lưu ly là mát mẻ vậy thì liền thấy ra hai cái thế giới không như nhau Tại vì sao tâm địa của thế giới cực lạc Là mát mẻ như vậy Tâm người bên đó Không có tham sân si Tâm người thế giới cực lạc là Giới định tuệ Tâm người trên thế giới này của chúng ta là Tham sân si Cho nên cảm được hoàn cảnh Y báo là lửa núi lửa bùng phát lớp vỏ cứng bề mặt trái đất di động tạo thành tai nạn lớn cho toàn thế giới lửa ở trong đất phun ra bên ngoài ngu si là cảm được nạn gió ở trong tâm chúng ta bất bình bất bình là cảm được động đất trong kinh phật nói với chúng ta nguyên nhân căn bản của tai nạn từ đâu mà ra đây là điểm mà ngày nay nhà khoa học vẫn chưa có nghiên cứu đến khoa học chỉ giới hạn trong hiện tượng vật chất không có nghiên cứu hiện tượng của tâm lý vật chất vô đâu mà có vậy là từ trong tâm biến hiện ra nhà phật tông pháp tướng duy thức nói vì điều này vô cùng thấu triệt người bất kỳ một người nào bất kỳ một động vật nào Mạng sống cũng là liên kết thành một thể cùng với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh liên quan mật thiết, cho nên sống chết không đáng sợ. Cho dù chúng ta không may mắn gặp phải tai nạn, tâm nhất định phải định, tuyệt đối không được hoảng loạn. Vào lúc này là bước ngoặt quan trọng nhất a di đà phật không được quên có thể ở trong khoảng một sát na này bạn không quên phật hiệu bạn không hề sợ hãi bạn nhất định được sanh tịnh độ đây là sự lựa chọn hàng đầu sự lựa chọn thù thắng nhất chúng ta phải biết ở trong tâm này nếu có sự chuẩn bị này mười pháp giới chúng ta chọn là pháp giới phật cho nên thế pháp Tuyệt đối không được có mảy may tham luyến. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường xuyên kính khuyên mọi người phải làm người tốt. Mới có thể làm Phật. Làm người ác là không tương ưng rồi. Người ác là tương ưng với ba đường ác. Người tốt bắt đầu làm từ đâu vậy? Phải buông xả tự tư tự lợi Phải buông xả ái dục Phải buông xả thị dục Thị là thị hiếu Phải buông xả Ý niệm khống chế Đối với tất cả người Giới vật ý niệm còn không có bạn chắc chắn sẽ không có hành vi rồi ý niệm là mê hoặc hành vi là tạo nghiệp nhất định phải buông xả hành vi chiếm hữu đối với tất cả người sự vật chúng ta giảng sanh tịnh độ thuận bườm xuôi gió một mảy may chướng ngại cũng không có tất cả mọi tội nghiệp chúng ta thấy cảm ứng thiên dẫn về ác báo nói nhiều như vậy đây là nêu thí dụ thuyết minh chúng ta học rồi suy nghĩ kỹ một chút điều nào chúng ta không có phạm Phạm lỗi lầm cực nặng rồi Mà tự mình thật sự không biết Đây gọi là mê hoặc điên đảo Đây gọi là ngu si Cho nên chúng ta đoạn ác tu thiện Sửa chữa lỗi lầm Nhất định phải bắt đầu làm từ không lừa mình không dối người kim cang bát nhã nói với chúng ta tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt như xương như điện chớp phật và đại bồ tát nhìn thấy chân tướng sự thật Cho nên người ta tâm địa thanh tịnh Không mảy may dính nhiễm Đây là điểm chúng ta cần phải học tập Đời sống thường ngày Đối nhân sự thế tiếp vật Chỉ có một cái tâm thuần thiện Chỉ thuần là Cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh Chỉ thuần là Hành vi lợi ích tất cả chúng sanh Tuyệt đối Không cầu lợi ích cho bản thân Nếu cầu lợi ích cho bản thân Chính là tội lỗi Những ác hạnh này Tại sao chúng ta Thấy đều có như vậy Ý nghĩ lợi ích bản thân chưa có buông xả cho nên gặp phải tai nạn họ sẽ hoảng loạn họ mong được sống tham sống sợ chết cái ý nghĩ này liền lập tức liền khởi lên Bình thường niệm Phật Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Đến thời khắc này quên sạch rồi Bị quảng loạn sợ hãi lấn áp rồi Phật biến mất rồi Công phu bình thường Phải được rèn luyện Là ngay trong đời sống thường ngày cho đến khi nào đem ý nghĩ tự tư tự lợi đoạn hết rồi thật sự buông xả rồi đạo bồ đề của bạn liền thành tựu nếu như không buông được tất nhiên là ở trong vô tình đều làm những việc tổn người không lợi mình người bình thường hiểu lầm tổn người thì sẽ có lợi cho mình chắc chắn là sai lầm tổn hại người khác mà lợi cho bản thân là được một chút lợi trước mắt. Quả báo không thể tưởng tượng được. Nhân duyên quả báo. Đây là định luật của thế suốt thế gian. Cho nên nhà Phật lại nói Giảng Pháp dây không Nhân quả bất không Bạn tạo nhân gì Bạn sẽ được quả báo như thế ấy Nhân quả thông ba đời Có hiện báo Có sanh báo Có hậu báo Sanh báo là quả báo của đời sau Hậu báo là đời thứ ba trở về sau Trong Kinh Phật Nói rất rõ ràng Giả sử bách thiên kiếp Sở tác nghiệp bất vong Nhân duyên tụ hội thời Quả báo hoàng tự thọ hiểu rõ cái chân tướng sự thật này chúng ta mới biết thật sự phát tâm đoạn ác tu thiện không những là không có hành vi tổn hại người khác mà ý nghĩ hại người cũng không có thì cái tâm này mới thanh tịnh mới chân thật là người thiện người tu hành chân chánh người chân tu hành không có người biết bạn cũng không có người tán thán bạn phật bồ tát biết quỷ thần biết nhất định được phật bồ tát hộ niệm những thiện thần hộ pháp này họ giúp đỡ bạn họ phù hộ bạn bạn chắc chắn có thể tránh khỏi tai nạn người tu hành chân chánh ở trong tâm có cầu tránh khỏi tai nạn hay không không cầu tại sao không cầu vậy đây là vọng tưởng đây là tạp niệm ở trong nhất tâm niệm phật còn có cầu tránh khỏi tai nạn vậy thì không chuyên tâm rồi xen tạp rồi công phu không thuận có cầu chính là phan duyên vô cầu là tùy duyên tai nạn đến rồi có thể tránh khỏi hay không chú ý nó những việc đó làm gì không thể tránh khỏi tự mình thành tựu rồi có thể tránh khỏi thì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn quyết không phải vì bản thân vì bản thân mong cầu tránh tai nạn là tâm luân hồi không thể thoát khỏi quả báo luân hồi Có thể may bắn tránh được Cái thân thể này vẫn còn Phải lợi dụng cái thân thể này Giúp đỡ người khác Không phải vì mình Sống chết Đều là vì chúng sanh Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng là vì chúng sanh Đi đến đó để làm gì vậy? Là để thành Phật Thành Phật để làm gì? Phổ độ Pháp giới chúng sanh Tất cả đều là vì chúng sanh Không hề nghĩ gì mình Bản thân sống chết hay tai nạn Không hề liên quan Vậy thì bạn đã giải thoát rồi Đây là Phật dạy chúng ta làm sao để đối diện sự thật. Đối diện với đủ thứ tai biến trước mắt. Nói thật sự cũng chính là đối diện. Với sự biến hóa của nghiệp nhân quả báo bạn phải có trí tuệ phải có năng lực phải có phương tiện thiện xảo những điều này đều phải dựa vào tu học bình thường mà rèn luyện mới có thể thành tựu Điều quan trọng nhất là trước tiên phải tu bản thân cho tốt. Thành tựu pháp thân, bác nhã giải thoát của mình. Sau đó mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ở trong lục đạo đều là chúng sanh khổ nạn. Không phải nói họ gặp phải tai nạn, đây là khổ nạn. Trước khi chưa có gặp tai nạn thì chúng ta phải phòng bị. Tai nạn đến rồi là không kịp nữa. Đạo phòng bị chính là phải chứng được pháp thân Bát nhã giải thoát. Đây là sự phòng bị cứu cánh nhất, viên mãn nhất. ba cái này là liên kết cùng nhau nhưng mà nó có độ khó của nó chứng pháp thân khó khai trí tuệ cũng khó so sánh ba cái thì bác nhã giới giải thoát tương đối dễ dàng thật sự có thể được một chút giải thoát công phu đã đắc lực rồi làm sao giải thoát buông xả giải thoát chính là tự tại bạn không buông xả thì bạn có khổ có nạn buông xả rồi thì không còn bị khổ nạn nữa cho dù gặp phải cũng giống như chẳng có gì ai chịu buông xả chỉ có người thông đạt hiểu rõ đối với những đạo lý chân tướng sự thật này thì họ chịu buông xả cho nên học phật xem công phu của họ từ những chỗ nào vậy là xem trình độ buông xả của họ buông xả được bao nhiêu đây là công phu thật buông xả giúp bạn khai trí tuệ giúp bạn thấy rõ đến khi thấy rõ buông xả triệt để thì pháp thân hiện tiền ngay chúng ta ngày nay nói thấy rõ buôn xả thấy rõ vẫn chưa đủ buôn xả cũng không đủ cho nên bị gặp phải biết bao nhiêu tai nạn ở trong đời sống thường ngày không tự tại ngạn ngữ có câu việc bất như ý thường chiếm đa số tại sao bất như ý vậy tại vì sao chư phật bồ tát các ngài được như ý các ngài việc bất như ý một việc cũng không có chúng ta diệt bất như ý thường chiếm đa số nguyên nhân do đâu vậy tìm tìm cho ra nguyên nhân xóa bỏ sạch nguyên nhân thì mọi việc như ý thôi chư phật bồ tát thông minh các ngài trong quá trình tu học họ biết tìm tìm ra đây gọi là khai ngộ xóa bỏ nó đây gọi là tu hành đây là công phu chúng ta phải hiểu phải học phải chăm chỉ nỗ lực mà làm hóa giải cái tai nạn này cho dù không thể hóa giải hoàn toàn cũng khiến cái tai nạn này rút ngắn về mặt thời gian giảm nhẹ về mức độ cái này có thể làm được Người làm càng nhiều thì cái sức mạnh này sẽ càng lớn. Tại vì sao chúng ta làm như vậy sẽ có loại hiệu quả này. Ở trong kinh Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là căn cứ lý luận. Hoa Nghiêm nói hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh duy tâm sở hiện duy thức sở biến đây là lý luận cơ bản tương ứng với lý luận này chúng ta sẽ nảy sinh tính tâm chúng ta đoạn ác tu thiện thật sự có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Người khác tu đoạn ác tu thiện cũng có thể giúp bản thân chúng ta. Cho nên là một cuộc chuyển đổi. Từ trên đất tâm tâm chuyển đổi rồi thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ chuyển biến. thế giới hoa tạng thế giới cực lạc người ở bên đó tâm tốt cho nên cảm được quả báo vô cùng thù thắng chúng ta chúng sanh của thế giới này mê hoặc điên đảo tâm địa bất thiện nên diêu cảm biết bao nhiêu tai biến là cái đạo lý như vậy Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây A-di-đà-phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ A-gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật